sách Việt Rách, tủ sách ôn luyện kỳ thi vào 10, tổng hợp trọng tâm kiến thức 6, 7, 8 và 9, giải mã tuyển tập đề thi các trường, luyện thi thần tốc, truy cập ngay shopee.vn/vietrachofficialstore. Cô Hạnh xin chào tất cả các bạn học sinh thân mến, chào mừng tất cả các bạn đến với bài học ngày hôm nay của chúng ta. Và trong bài học hôm trước, bài số 16 trong chương 5, thì cô và các bạn đã đi tìm hiểu về vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn rồi, đúng nhỉ? Vậy trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu về các vị trí tương đối của hai đường tròn. Vậy các vị trí đó sẽ là gì? Chúng ta cùng theo dõi trong bài học ngày hôm nay, đó là bài số 17, vị trí tương đối của hai đường tròn nhé. Nội dung bài học của chúng ta sẽ gồm có 3 phần. Phần thứ nhất đó là hai đường tròn cắt nhau, phần thứ hai là hai đường tròn tiếp xúc nhau và phần thứ ba là hai đường tròn không giao nhau. Bây giờ chúng ta cùng vào cho cô phần 1 là hai đường tròn cắt nhau trước này. Rồi, vậy thế nào được gọi là hai đường tròn cắt nhau? Bây giờ chúng ta sẽ cùng tham gia cho cô phần số 1 nhé. Phần 1 này đầu tiên chúng ta đi tìm hiểu cho cô hai đường tròn cắt nhau bằng cách tham gia hoạt động số 1 cùng với cô như sau. Cô cho hình 5.31, các bạn quan sát cho cô. Đấy, đây là hình 5.31 nhá. Các bạn quan sát ở đây người ta cho là tam giác O, A, O phẩy. Đấy, trong đó thì giả sử là O phẩy A nó nhỏ hơn đoạn OA. Rồi, ta có OA mà trừ O phẩy A. Thì các bạn thấy là OA này mà trừ đoạn O phẩy A này thì các bạn thấy là do là áp dụng cái bất đẳng thức tam giác ấy, thì chúng ta thấy là hiệu của hai cạnh đó là OA trừ đi O phẩy A nó sẽ bé hơn cái cạnh còn lại là O O phẩy, đúng không? Và O O phẩy này nó sẽ lại bé hơn tổng hai cạnh còn lại. Đấy là O O phẩy sẽ bé hơn OA cộng O phẩy A. Đấy, tức là O O phẩy nó lớn hơn hiệu và nhỏ hơn tổng. Vậy thì bây giờ người ta yêu cầu chúng ta hãy vẽ cho cô hai đường tròn là đường tròn tâm O bán kính OA và đường tròn tâm O phẩy bán kính O phẩy A. Và cho biết hai đường tròn này có mấy điểm chung. Vậy các bạn vẽ cho cô hai đường tròn này vào. Đầu tiên là đường tròn tâm O bán kính OA này. Tiếp theo đường tròn tâm O phẩy bán kính O phẩy A. Rồi, vậy cho biết cho cô hai đường tròn này có mấy điểm chung. À, nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy ngay nó có hai điểm chung, cô đánh dấu màu đỏ đây đúng không? Đấy, rồi hai đường tròn này có đúng hai điểm chung như thế này thì khi đó cô sẽ nói rằng hai đường tròn này là hai đường tròn cắt nhau. Đấy, rồi vậy từ đây chúng ta sẽ rút ra được cho cô cái vị trí tương đối đầu tiên của hai đường tròn, đó là hai đường tròn cắt nhau. Nếu hai đường tròn mà có đúng hai điểm chung, đấy, thì ta sẽ gọi đó là hai đường tròn cắt nhau và hai điểm chung đó gọi là hai giao điểm của chúng. Chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ có cho cô một cái nhận xét như sau. Từ cái hoạt động số 1 này chúng ta sẽ thấy rằng là giả sử cô cho hai đường tròn là đường tròn tâm O bán kính R và đường tròn tâm O bán kính R phẩy nó cắt nhau. Khi cắt nhau khi nào các bạn nhỉ? À, khi mà cái đoạn O O phẩy, tức là cái đoạn thẳng nối tâm của hai đường tròn ấy, nó lớn hơn hiệu và nhỏ hơn tổng của hai bán kính của hai đường tròn đấy, đúng không? Rồi với R lớn hơn R phẩy. Đấy, các bạn lưu ý cho cô cái nhận xét này rất là quan trọng nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cho cô cái phần này để làm cho cô phần luyện tập số 1 như sau. Luyện tập 1 này. Cho đường tròn tâm O bán kính bằng 5cm và điểm Y cách O một khoảng 2cm. Xác định vị trí tương đối của đường tròn đã cho và đường tròn tâm Y bán kính R nhỏ trong mỗi trường hợp sau. R nhỏ bằng 4cm. Rồi, rồi bây giờ các bạn quan sát nhé. Cho đường tròn là tâm O bán kính 5cm. Đây giả sử cô gọi đây R lớn đi, đúng không? Câu A thì R nhỏ của chúng ta sẽ bằng mấy cm các bạn? 4, đúng không? Rồi R lớn của cô là bằng 5. Đấy. Rồi bây giờ điểm Y này cách O một khoảng bằng 2cm. Đấy. Thế thì xác định vị trí tương đối của hai đường tròn của đường tròn đã cho với đường tròn tâm Y. Vậy bây giờ cô sẽ có như sau. Cô có cái đoạn OI, các bạn thấy Y cách O một khoảng bằng 2cm như thế này. Vậy tức là đoạn OI này bằng 2cm, đúng không? Bây giờ cô sẽ tính hiệu của R lớn trừ R nhỏ, rồi tổng R lớn cộng R nhỏ. Đấy. Thì hiệu R lớn trừ R nhỏ cô sẽ lấy là bằng 5 trừ đi 4 thì bằng mấy các bạn? À, bằng 1, đúng không? Rồi, các bạn nhìn cho cô Y cách O, tức là cái khoảng cách giữa hai tâm đấy, là Y O, OI là bằng 2 rồi.
Đấy, mình sẽ đi so sánh hiệu của hai bán kính, tổng của hai bán kính với gì đây? Với cái đoạn thẳng nối tâm của hai đường tròn, đúng không? Đấy, vậy bây giờ chúng ta có là R lớn trừ R nhỏ thì bằng 5 trừ 4 này, bằng 1 cm. R lớn cộng R nhỏ thì bằng 5 cộng 4 bằng 9 cm. Và OI chính là đoạn mà nối của tâm của hai đường tròn đấy, là OI bằng 2. Vậy chúng ta thấy là hiệu này, 1 này sẽ như thế nào với 2 đấy các bạn nhỉ? 1 nhỏ hơn 2, nhỏ hơn mấy đây? 9. Đấy, tức là R trừ R nhỏ sẽ nhỏ hơn đoạn OI, nhỏ hơn R lớn cộng R nhỏ. Vậy khi đó chúng ta thấy là hai đường tròn này cắt nhau, đúng không? Tiếp theo câu B, R là bằng 6 cm, R nhỏ bằng 6 cm thì chúng ta vẫn có cái đoạn OI bằng 2 nhé. Bây giờ chúng ta sẽ lấy ở đây cho cô là R nhỏ trừ R lớn. Đấy, lấy 6 trừ đi 5 thì bằng 1. Tiếp, R lớn cộng R nhỏ thì bằng mấy đây? 6 cộng 5. Đấy, và bằng 11. Vậy chúng ta cũng thấy là 1 này thì nó nhỏ hơn đoạn OI là bằng 2 này. Và OI bằng 2 này nhỏ hơn tổng là R lớn cộng R nhỏ. Vậy thì khi đó chúng ta sẽ thấy rằng là là hai đường tròn này cũng cắt nhau, đúng không? Tại vì đoạn OI này nó lớn hơn hiệu và nhỏ hơn tổng của hai bán kính. Đấy là phần hoạt động phần 1 của chúng ta về vị trí tương đối là hai đường tròn cắt nhau. Tiếp theo cô và các bạn sẽ cùng xem là hai đường tròn tiếp xúc với nhau khi nào thông qua phần số 2 nhé. Tiếp theo chúng ta cùng sang cho câu phần thứ hai, đó là hai đường tròn tiếp xúc nhau nhé. Vậy ở đây đầu tiên chúng ta cùng đi tìm hiểu xem là hai đường tròn tiếp xúc nhau khi nào. Các bạn quan sát cho cô hoạt động số 2 này. Trên hình 5.33A ta có là OO phẩy này bằng đoạn OA cộng đoạn O phẩy A, đúng không? Trên hình 5.33B ta có đoạn OO phẩy này nó sẽ bằng đoạn OA trừ đi đoạn O phẩy A. Đấy. Rồi, bây giờ trong mỗi trường hợp hãy vẽ cho cô hai đường tròn là đường tròn tâm O bán kính OA và đường tròn tâm O bán kính O phẩy A và cho biết hai đường tròn đó có mấy điểm chung. Rồi, bây giờ trong hình 5.33A chúng ta sẽ vẽ cho cô nhé. Đây, vẽ đường tròn tâm O bán kính OA này. Rồi. Tiếp, đường tròn tâm O bán kính O phẩy A. Đây. Đấy, chúng ta sẽ có này. Đây, đường tròn tâm O phẩy nhé. Đường tròn tâm O phẩy bán kính O phẩy A. Rồi, tiếp theo chúng ta có người ta hỏi là cho biết hai đường tròn này có mấy điểm chung. Thì chúng ta thấy là hai đường tròn ở trong hình 5.33A này chỉ có duy nhất một điểm chung là điểm nào? A, đúng không? Rồi, tiếp theo sang hình 5.33B chúng ta cũng sẽ vẽ cho cô, đó là đường tròn tâm O bán kính OA. Đấy, và đường tròn tâm O phẩy bán kính O phẩy A. Rồi. Đấy, vậy bây giờ người ta lại hỏi tiếp là hai đường tròn này có bao nhiêu điểm chung, thì chúng ta thấy là hai đường tròn này cũng chỉ có duy nhất một điểm chung, đó là điểm A. Vậy qua đây chúng ta sẽ trả lời được cho cô câu hỏi trong phần hoạt động số 2 là cả hai trường hợp A và B thì hai đường tròn đều có một điểm chung. Vậy thì khi mà cả hai đường tròn mà chỉ có một điểm chung như thế này thì cô gọi là hai đường tròn tiếp xúc nhau. Và đây chính là vị trí tương đối thứ hai của hai đường tròn. Đó là hai đường tròn có duy nhất một điểm chung thì ta nói đó là hai đường tròn tiếp xúc nhau. Điểm chung đó gọi là tiếp điểm của chúng, được chưa? Rồi, và người ta phân biệt hai trường hợp tiếp xúc nhau đấy là tiếp xúc ngoài ở hình 1 đấy, gọi quan sát. Rồi, đây gọi là trường hợp tiếp xúc ngoài nhá. Còn tiếp theo là sẽ là trường hợp tiếp xúc trong. Như trong hình số 2 này sẽ là tiếp xúc trong, được chưa? Đấy, tiếp xúc nhau nhưng mà nó lại phân ra hai trường hợp là trường hợp tiếp xúc ngoài và tiếp xúc trong. Rồi, đấy là phần chú ý của chúng ta. Bây giờ qua cái phần hoạt động số 2 này chúng ta sẽ rút ra được cái chú ý, cái nhận xét nhá, liên quan đến bán kính của hai cái đường tròn này với gì đây? OO phẩy, tức là khoảng cách từ tâm O đến tâm O phẩy đấy. Rồi, cô sẽ có cái chú ý như sau, nhận xét như sau. Qua cái hoạt động 2 thì ta sẽ thấy là hai đường tròn là tâm O bán kính R và đường tròn tâm O phẩy bán kính R phẩy nó tiếp xúc ngoài khi cái đoạn OO phẩy này nó đúng bằng R cộng R phẩy, và nó sẽ tiếp xúc trong khi OO phẩy này nó đúng bằng R trừ R phẩy. Đấy, tức là nó sẽ dựa vào xem là đoạn OO phẩy nó bằng tổng hay là bằng hiệu của R trừ R phẩy, hay là R cộng R phẩy.
đúng không? Đấy, nếu mà là tổng thì sẽ là tiếp xúc ngoài, còn là hiệu thì sẽ là tiếp xúc trong, được chưa? Rồi, còn nhận xét thứ hai là nếu hai đường tròn mà tiếp xúc với nhau thì tiếp điểm nó sẽ thẳng hàng với hai tâm. Đấy, nhá. Tức là ví dụ hai đường tròn mà tiếp xúc nhau thì tại điểm A đi, đúng không? Thì đường tròn tâm O và đường tròn tâm O phẩy này và cái điểm A thì chúng ta thấy O, O phẩy và điểm A sẽ thẳng hàng với nhau, nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có luyện tập số 2 của chúng ta như sau. Cô cho hai điểm đấy là gì? O và O phẩy sao cho O, O phẩy bằng 3 cm. Đấy, giải thích tại sao đường tròn tâm O bán kính 8 cm và đường tròn tâm O phẩy bán kính 5 cm tiếp xúc với nhau. Chúng tiếp xúc trong hay tiếp xúc ngoài? Đấy. Thế thì ở đây chúng ta xem nhé. Chúng ta có phương pháp như sau là hai đường tròn này tiếp xúc ngoài nếu O, O phẩy bằng tổng của hai bán kính. Còn hai đường tròn này tiếp xúc trong nếu O, O phẩy này bằng hiệu hai bán kính. Vậy ở đây chúng ta xem nhé. Đây O, O phẩy này bằng 3 thì chúng ta xem này, 8 và 5 thì tổng hay là hiệu nó sẽ bằng 3 đây các bạn. À hiệu đúng không? Rồi vậy chúng ta thấy là 8 trừ 5 thì bằng mấy các bạn? Bằng 3 đúng không? Nên chúng ta sẽ có là O, O phẩy nó chính bằng hiệu luôn. Thế thì ở đây nó sẽ tiếp xúc gì? Tiếp xúc trong. Đấy, được chưa? Rồi, đấy là phần luyện tập số 2 của chúng ta và cũng là phần 2. Tiếp theo cô và các bạn sẽ cùng sang cho cô phần thứ 3 nhé. Phần thứ 3 là hai đường tròn không giao nhau. Vậy hai đường tròn không giao nhau khi nào? Chúng ta cùng tìm hiểu. Ở đây hoạt động số 3 này, trên hình 5.35A cô có đoạn O O phẩy này nó lớn hơn OA cộng với đoạn O phẩy B đúng không? Đấy, lớn hơn hai cái đoạn này cộng vào này. Đấy, O phẩy này lớn hơn hai đoạn này cộng vào đúng không nhỉ? Rồi trên hình 5.35B ta có cái đoạn O O phẩy này nó như nào? Nhỏ hơn cái đoạn OA trừ đi O phẩy B. Đấy. Rồi, vậy trong mỗi trường hợp hãy vẽ cho cô hai đường tròn là đường tròn tâm O bán kính OA và đường tròn tâm O phẩy bán kính O phẩy B và cho biết hai đường tròn đó có điểm chung nào không. Đây, trong trường hợp A cô sẽ vẽ đường tròn tâm O bán kính OA như sau. Tiếp, vẽ đường tròn tâm O phẩy bán kính O phẩy B. Rồi, tiếp theo chúng ta thấy sang hình 5.35B chúng ta cũng vẽ hai đường tròn như vậy. Đường tròn tâm O bán kính OA và đường tròn tâm O phẩy bán kính là O phẩy B. Đấy, được chưa? Rồi, và các bạn nhìn vào đây thì chúng ta thấy là cả hai cái trường hợp này thì hai cái đường tròn đều không có điểm chung nào, đúng không nhỉ? Rồi, vậy thì trong hai cái hình này thì chúng ta thấy cả hai đường tròn trong hình 5.35A và hình 5.35B đều không có điểm chung nào. Vì vậy, những cái đường tròn mà không có điểm chung nào như vậy cô gọi là hai đường tròn nó không giao nhau. Đấy, vậy chúng ta sẽ có được cho cô kết luận là nếu hai đường tròn mà không có điểm chung nào thì ta nói đó là hai đường tròn không giao nhau. Được chưa? Rồi, đấy là phần kết luận của chúng ta, các bạn sẽ ghi vào vở và chúng ta có thể xem trong sách giáo khoa trang 106 nhé. Bây giờ chúng ta sẽ có cho cô một cái chú ý như sau. Người ta còn phân biệt hai trường hợp là hai đường tròn ở ngoài nhau hay là hai đường tròn đựng đường tròn kia. Tức là đường tròn này đựng đường tròn kia đấy. Hãy quan sát cho cô hình vẽ. Trong hình 5.36A thì hai đường tròn là đường tròn tâm O và đường tròn tâm O phẩy này là trường hợp ở ngoài nhau. Còn trong trường hợp B thì là đường tròn tâm O bán kính gì đấy? À, đường tròn tâm O này nó sẽ đựng cái đường tròn là đường tròn tâm O phẩy. Đấy, rồi. Đấy là chú ý của chúng ta, đúng nhỉ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi áp dụng vào làm cho cô phần luyện tập số 3 nhé. Rồi, trước khi sang cái phần luyện tập số 3 thì cô cũng sẽ có một cái nhận xét rút ra được thông qua hoạt động số 3 để chúng ta tìm ra mối quan hệ giữa R và R phẩy, tức là hai bán kính so với O O phẩy, giống như hai cái trường hợp ở phía trên đấy, hai cái vị trí tương đối ở phía trên đấy, đúng không? Thì chúng ta cũng sẽ có nhận xét như sau. Là từ hoạt động 3 thì cô sẽ thấy hai đường tròn là đường tròn tâm O bán kính R và đường tròn tâm O phẩy bán kính R phẩy nó ở ngoài nhau khi cái đoạn O O phẩy này nó lớn hơn tổng của hai bán kính. Còn nó sẽ đựng nhau khi cái đoạn O O phẩy này nó sẽ bé hơn hiệu của hai bán kính. Đấy, nếu mà lớn hơn thì sẽ là lớn hơn tổng, còn bé hơn thì sẽ là bé hơn hiệu. Đặc biệt khi mà O nó trùng với O phẩy và R nó khác R phẩy thì ta sẽ có hai đường tròn đồng tâm.
Được chưa? Rồi, đấy là phần nhận xét của chúng ta. Bây giờ áp dụng vào làm cho cô luyện tập số 3 nhé. Cho hai điểm O và O phẩy sao cho O O phẩy bằng 2 cm. Xác định vị trí tương đối của hai đường tròn là đường tròn tâm O bán kính 5 cm và đường tròn tâm O phẩy bán kính R. Biết rằng R này nhỏ hơn 3 cm. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có phương pháp để giải là hai đường tròn này nó sẽ ở ngoài nhau nếu O O phẩy nó lớn hơn tổng. Còn nếu mà nó đựng nhau nếu O O phẩy này nó nhỏ hơn hiệu. Đấy, rồi. Vậy bây giờ chúng ta cùng xem là nó lớn hơn tổng hay là nhỏ hơn hiệu nhé. Các bạn quan sát này. Ở đây cô sẽ có như sau, đoạn O O phẩy của chúng ta bằng 2 cm này. Rồi, ở đây là R nhỏ người ta chưa cho biết mà người ta chỉ cho biết là nó bé hơn 3 thôi. R lớn là bằng 5 rồi, các bạn lưu ý nhá. R lớn người ta cho bằng 5 rồi. Còn R nhỏ người ta chưa cho nhưng mà biết nó nhỏ hơn 3. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy như sau, chúng ta sẽ tính cho cô, lấy cho cô cái R lớn này trừ đi cái đoạn O phẩy đi. Đấy, R lớn mà trừ đi đoạn O phẩy thì tức là lấy 5 trừ 2 thì bằng mấy các bạn? Bằng 3, đúng không? Đấy, thế mà 3 thì các bạn thấy nó lớn hơn gì? R, đúng không? 3 lớn hơn R tại vì R nó nhỏ hơn 3 mà. Nên R lớn trừ R nhỏ nó sẽ lớn hơn cái đoạn O phẩy này. Đấy, rồi, suy ra đường tròn tâm O bán kính R nó sẽ đựng đường tròn tâm O bán kính R nhỏ. Được chưa? Rồi, đấy là phần luyện tập số 3 của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cho cô toàn bộ kiến thức của bài học ngày hôm nay, làm cho cô cái bài tập số 5.25 trong sách giáo khoa nhé. Bài 5.25 trong sách giáo khoa này, cho hai điểm O và O phẩy cách nhau một khoảng bằng 5 cm. Mỗi đường tròn sau đây có vị trí tương đối như thế nào đối với đường tròn tâm O bán kính 3 cm? Rồi, đây các bạn quan sát. Tóm tắt cho cô là O O phẩy ở đây bằng 5 rồi nhé. Rồi, đây. Ở đây chúng ta có đường tròn này là đường tròn tâm O bán kính 3 cm. Cô gọi ở đây R lớn đi. Rồi, ở đây lần lượt sẽ là các R nhỏ. Đấy, đúng không? Vậy bây giờ chúng ta sẽ giải câu A này. Câu A các bạn sẽ quan sát cho cô là chúng ta thấy là lấy R lớn trừ R nhỏ nhé. Lấy 3 trừ đi 3, đúng không? Đấy, xong rồi chúng ta sẽ so với cái đoạn O phẩy này này. Đấy, thì chúng ta thấy là O phẩy bằng 5 đây. Đấy, đây là R lớn trừ R nhỏ đây. Đấy, đây là R lớn cộng R nhỏ đây. Thì các bạn thấy là O phẩy nó lớn hơn hiệu và nhỏ hơn tổng. R lớn cộng R nhỏ đúng không? 0 nhỏ hơn 1 nhỏ hơn 6 nên hai đường tròn này nó sẽ cắt nhau, đúng không? Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ có như sau này. Câu B là R nhỏ của chúng ta bằng mấy các bạn? Bằng 1 đúng không? Rồi, thế thì cô sẽ có là 5 này chúng ta thấy đoạn O phẩy nó lớn hơn tổng. Tổng R lớn cộng R nhỏ, R lớn là bằng 3, R nhỏ bằng 1 thôi. Thế thì chúng ta sẽ suy ra cho cô là 5 nó lớn hơn tổng nên hai đường tròn này sẽ là nằm ngoài nhau. Đấy, được chưa? Rồi. Tiếp là trong trường hợp C là đường tròn tâm O phẩy bán kính thì bằng 8 cm, tức là R nhỏ của chúng ta trong trường hợp này là bằng 8 nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ lấy R nhỏ trừ R lớn các bạn nhé. Đấy, thì ở đây chúng ta lấy là 8 mà trừ đi 3. Đấy, được chưa? Rồi, thì chúng ta thấy nó đúng bằng 5, đúng không? Và 8 cộng 3 nó lớn hơn cái đoạn O phẩy này. Đấy. Đây, tức là chúng ta thấy R lớn cộng R nhỏ nó lớn hơn O phẩy. Đấy. Vì vậy nên hai đường tròn này nó sẽ tiếp xúc trong. Được chưa? Rồi, đấy là phần bài tập của chúng ta, bài 5.25. Đấy, và cũng là toàn bộ kiến thức của bài học ngày hôm nay. Về nhà thì các bạn sẽ làm cho cô các bài tập còn lại trong sách giáo khoa và sách bài tập. Sau đó thì đọc trước cho cô cái bài mới trong cái tập 2 nhé. Bây giờ thì cô Hạnh xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong bài học tiếp theo. Xin chào tất cả các em. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.